Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai chiếc dao, hai chiếc thôi, mà là đầu bếp. Nếu mà đã là nhà hàng Nhật thì đầu bếp nào cũng cần phải có. Đấy là chiếc Deba và chiếc Sashimi. Đấy, Sashimi. Đây là chiếc Deba. Đấy, còn đây là chiếc Thái Sashimi. Các bạn nếu mà là đầu bếp rồi thì chắc là quá rõ cái này rồi. Mình cũng không phải giải thích nhiều. Thế nhưng mà mình sẽ hôm nay giới thiệu về cái dòng là dòng Ginzu ST của hãng Kai. Cái dòng này thì bởi vì giá nó rất là hợp lý, tầm hơn 1 triệu một chiếc, nên là các bác nào mà bếp dùng một cách nhu cầu bình thường thôi thì là mua những chiếc này về, hoặc là những bạn mà có thể muốn dùng thử hai cái dòng dao này thì mua về để dùng thử thì cũng rất là hợp lý, thay vì chúng ta phải mua những cái dòng dao Deba và dòng dao Sashimi chuyên nghiệp rất là đắt. Thì thực ra bên shop Katana cũng có những cái dòng như vậy. Thế nhưng mà mình khuyên các bạn nếu nên dùng lần đầu hoặc là dùng với nhu cầu vừa phải, không nhiều, thì nên mua những dòng như thế này sẽ tiết kiệm được hơn rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chút để các bạn hiểu hơn về hai dòng này. Đầu tiên là dòng Deba. Đây là chiếc Deba Ginzu của hãng Kai. Hãng Kai thì họ có một cái dòng dao là dòng dao Sekimagoroku, là dòng dao trung cao cấp, có thể nói dòng dao trung cao cấp, rất đẹp. Đây là chiếc Deba. Thực ra đối với các bạn nào về dao các bạn chuyên nghiệp thì các bạn biết rồi, đấy là dao Deba. Đối với dao Nhật thì mà bao giờ họ cũng vát một mặt thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy nó vát một mặt thôi, chứ không phải vát hai mặt như dòng dao châu Âu. Đấy, đây là dòng dao Deba và được vát cái mặt này. Được vát mặt này. Đấy, cầm rất là chắc tay, đầm tay. Nào, dòng này thì chuyên lọc cá này, cũng như là cắt xương này, cắt xương cá này. Đấy, lọc cá rất là hữu dụng khi mà chúng ta dùng đến dùng trong nhà hàng Nhật, lọc các dòng cá biển rất tốt, cực kỳ bền. Chuôi dao được làm bằng gỗ hoa anh đào, gỗ cây anh đào, cây hoa anh đào á. Và đây là có được bít bằng một cái miếng nhựa để tạo sự chắc chắn cũng như là hạn chế cái việc mà bong ra của cái phần gỗ này. Rất đẹp. Tiếp theo sẽ là dòng Sashimi. Dòng Sashimi này chuyên để thái lát cá. Sau khi các bạn lọc cá bằng dao Deba xong, các miếng cá nó hết xương rồi, thì các bạn sẽ thái cá bằng chiếc dao Sashimi này để tạo thành những cái đĩa Sashimi rất ngon. Rất ngon. Ở đây các bạn cũng có thể thấy là cái tiết diện của cái đục chuôi dao cũng không phải là hình tròn. Thế cho nên là khi mà cầm nắm chúng ta cầm rất tốt, cầm rất chắc tay, không sợ bị trượt. Chiếc dao Sashimi này dài, lưỡi dài 24cm, nên thái rất thích, thái lát nào ra lát đấy, rất chắc tay, rất đẹp. Đây là được dòng dao thép carbon cao cấp và sử dụng gọi là cái chất molybdenum, không biết là mình đọc thế có đúng chưa. Thế nhưng mà cơ bản là được phối hợp cái chất chống rỉ rất rất tốt, rất an toàn. Thế các bạn về dùng thoải mái, không sợ bị rỉ như là các dòng thép mà dùng để mà cho các dòng dao Sashimi chuyên nghiệp. Dao Deba Sashimi chuyên nghiệp thì như các bạn mà đầu bếp lâu năm có biết thì là nó rất là mau rỉ nếu mà chúng ta không bảo quản cẩn thận. Nhưng riêng dòng này các bạn có thể dùng thoải mái, không vấn đề gì cả. Thì đây là cái hộp. Khi mà về đến tay các bạn, cái hộp nó sẽ như này, cái con dao nó sẽ như này, có hộp đàng hoàng, các bạn yên tâm. Đây, Made in Japan, có ghi tên công ty luôn. Đấy, các bạn yên tâm nhé, yên tâm về chất lượng của dòng dao này.
Rồi, như vậy mình đã giới thiệu cho các bạn cơ bản hai chiếc là Deba và Sashimi chuyên dùng cho các nhà hàng quán ăn Nhật Bản. Các bạn nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc gì, hoặc cũng như là cái nhu cầu về dao, hoặc là comment thì xin các bạn comment ở dưới, hoặc là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của shop Katana là 083777 8386, cũng như là fanpage hoặc là website của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn.